Nhân nào quả nấy. Biên soạn nhóm Tâm Việt. Giọng đọc Nam Du. A-la-hán gặp nạn. Ngày xưa ở nước Kế Tân, Tây Vực, có một vị cao tăng tên gọi là Ly Việt. Lúc trẻ xuất gia ở trong hang động trên một đỉnh núi hoang vắng học đạo. Công phu tu hành thiền định rất chuyên cần, chứng được quả A-la-hán và lục thần thông. Vì thế nên người người xa gần biết tiếng tìm đến xin bái Ngài làm sư phụ. Dưới sự chỉ dẫn khéo léo và từ bi của Ngài, đệ tử Ngài cũng chứng quả A-la-hán rất mau. Chứng quả xong, họ phân tán khắp nơi để lo việc hoằng pháp. Tuy Ngài Ly Việt đã chứng thành quả nhưng vẫn không ngừng tinh cần tu trì, rất ít khi nghỉ ngơi. Một hôm có chút giờ nhàn rỗi, Ngài mới nhân đó dọn dẹp hang động, chợt thấy tâm y màu xám mà Ngài thường mặc đã theo thời gian mà ngã sang màu bạc trắng. Không biết tại sao hôm ấy Ngài lại nổi hứng lên núi hái rễ cỏ và vỏ cây làm thuốc nhuộm, rồi đem tấm y trăm mảnh ra nhuộm lại. Bỏ tấm y trong nồi thuốc nhuộm rồi, Ngài dùng một nhánh dương liễu khuấy nước để trộn thuốc nhuộm cho đều, thì quái lạ thay, tấm y bỗng dưng biến thành một tấm da trâu. Chưa hết, thuốc nhuộm trong nồi đang đen như mực bỗng biến thành màu đỏ như máu, và mấy cái rễ vỏ cây lại biến thành những miếng thịt trâu. Quái dị hơn là mùi thịt trâu còn bốc ra từ cái nồi đang sôi, khiến Ngài cứ trố mắt ra nhìn một cách kinh ngạc. Đúng lúc ấy, một người nông phu từ chân núi chạy lên, thấy ngay miếng thịt trâu trong nồi, bèn la hét giận dữ: "À, ông thật là to gan. Hôm nay ông khai giới sát nên mới đem con trâu của tôi ra giết phải không? Sáng sớm tôi dắt trâu lên núi ăn cỏ, mấy phút sau không thấy nó nữa. Đi tìm khắp nơi mà tìm không ra, may mà có mùi thịt dẫn đường nên tôi mới tìm được tới đây. Thì ra là ông, một kẻ xuất gia đã ăn trộm con trâu của tôi đem ra làm thịt. Bây giờ ông có gì để tự biện hộ không? Đi, đi với tôi đến gặp vua ngay." Người nông phu nóng nảy không chịu nghe lời phân trần, lôi Ly Việt sành sệch đi đến gặp vua. Thời ấy không có tòa án, không có pháp đình, dân chúng hễ có việc gì bất bình là kéo nhau đi gặp vua nhờ vua phân xử. Khi người nông phu kể lể hết sự tình cho vua nghe, vua bèn hỏi Ly Việt có lời nào biện bạch không, chứng cớ đã rành rành ra đó, còn có gì để nói nữa. Do đó vua xử Ly Việt ngồi tù 12 năm. 12 năm tức là 4.380 ngày hơn, chứ có phải ít đâu. Ly Việt La Hán trong suốt thời gian tù tội phải đảm nhiệm công việc quét dọn nhà lao và chùi rửa cầu xí cho sạch sẽ. Buổi tối, Ngài dụng công chuyên cần tu thiền định, không bao giờ nằm xuống. Ngài tự bi nhẫn nại như thế nên đến cả mấy người cai ngục, người nào cũng hết sức cảm động. Thời gian 12 năm tù đã mãn hạn. Những người đệ tử ngày xưa tham thiền với Ngài bỗng không hẹn mà cùng một lúc nhớ nghĩ đến sư phụ trong núi. Tất cả bèn dùng thần thông quan sát, biết là sư phụ bị tù oan trong 12 năm trường. Họ cử gió bay về cung vua, trong không trung khua trống pháp để tỏ sự bất bình. Nhà vua nghe thế hết sức kinh ngạc, vội vàng tự tay phóng thích Ly Việt La Hán ra khỏi nhà giam. Sau 12 năm tù đầy, Ly Việt tóc thì dài, râu thì trắng, nhưng khi Ngài vừa bước chân ra khỏi cửa ngục thì râu tóc tự động rụng xuống đất, rồi còn bay lên không trung, biến hiện vô lượng hóa thân. Mỗi hóa thân phóng ra ánh sáng rực rỡ, thái độ an nhiên của Ngài không giống một người mới được thả ra khỏi tù chút nào. Lúc ấy, chư vị A-la-hán muốn ra tay trừng phạt nhà vua làm việc không công minh, nhưng Ngài Ly Việt ngăn lại: "Các con không được ra tay, đây là nghiệp chướng của ta, không thể oán trách bất cứ ai khác. Trong một kiếp quá khứ, ta là một người nông phu, có một con trâu đi lạc. Ta lên núi tìm nó, đi cùng hết núi tìm cũng không ra, mà lại gặp một vị xuất gia tu hành. Không suy nghĩ gì thêm, ta liền nghi ngờ chính vị này ăn cắp trâu của ta. Trong suốt 12 tiếng đồng hồ ngày hôm đó,
trong tâm ta khởi đầy vọng niệm, ta muốn đuổi vị ấy ra khỏi núi, ta muốn bắt vị ấy đưa lên vua, để vị ấy bị giam cầm vào ngục tối. Ta đã tạo nghiệp ác, khiến cho kiếp này phải bị 12 năm tù oan. Giống như chuyện cho vay lãi, thời gian càng lâu thì tiền lãi càng cao. Quả báo ta phải bồi thường lên tới 8.000 lần số nợ ta đã mượn. Ta chỉ hận tại sao lúc đó không làm gì ích lợi cho người khác, không phát tâm bố thí rộng rãi. Có phải kiếp này đã tiêu nghiệp chướng rồi không? Các vị mới chứng quả A-la-hán, nhà vua và đại thần nghe Ly Việt kể lại chuyện xưa như vậy, ai nấy đều tỉnh ngộ và đều hiểu rằng nguyên tắc nhân quả là một nguyên tắc bất di bất dịch, không một ai có thể đứng ngoài nguyên tắc này. Nhân nào quả nấy. Biên soạn Nhóm Tâm Việt. Giọng đọc Nam Du. A Xà Thế sám hối. Sau khi giết cha là vua Tần Bà Sa La rồi, một hôm A Xà Thế nằm mộng thấy cha về mỉm cười và nói với ông rằng: A Xà Thế, ta là cha của con. Tuy con đã giết ta, nhưng ta không oán hận con. Là đệ tử của Đức Phật, nên ta nguyện dùng đức từ bi của Phật mà tha thứ cho con. Dầu sao, con cũng đã là con của ta, nên ta chúc con một điều. Chúc con sớm sám ngộ mà bước đi trên con đường ánh sáng. A Xà Thế rất buồn, dầu sao cũng nghĩ đến lòng thương của cha, nghĩ đến việc mình đã giết cha một cách vô lý. Ông cảm thấy vô cùng ân hận việc đã làm. Có một hôm, vua A Xà Thế cùng mẹ là phu nhân Vi Đề Hy ngồi cùng bàn ăn cơm, không thấy con trai của mình là Ưu Đà Gia vào bàn ăn. Ông hỏi người thị tùng: Ưu Đà Gia đâu? Kiếm nó về đây cùng ăn cơm. Người hầu cận đáp rằng: Ưu Đà Gia đang nghịch với chó. Khi người hầu cận gọi Ưu Đà Gia về, chú còn ôm một con chó nhỏ trong tay. A Xà Thế hỏi con rằng: Tại sao con không ăn cơm? Ưu Đà Gia nũng nịu trả lời: Không cho con ở chung với chó thì con không ăn cơm đâu. A Xà Thế thành phải chiều ý con và tất cả cùng ăn cơm chung bàn. Sau một lúc, vua A Xà Thế nói với Vi Đề Hy phu nhân rằng: Vì thương con mà vua phải ăn cơm chung với chó, thật là khó coi. Quốc thái phu nhân Vi Đề Hy trả lời: Ăn cơm chung với chó thì có chi là đặc biệt, thiếu chi người ăn thịt chó nữa kìa. Hiện nay vua thương con, chịu ngồi ăn chung với chó mà vua đã chua chát. Sự thật tiên vương, tức là phụ vương của vua, đối với vua còn làm nhiều chuyện khó làm hơn nữa, nhưng vua không biết đó thôi. Lúc vua còn rất nhỏ, trên ngón tay có mọc nhọt, đau đớn vô cùng, làm cho vua đêm ngày không ngủ được. Tiên vương ôm vua, đặt lên đầu gối, dùng miệng ngập nhọt độc trên ngón tay cho vua bớt đau. Có khi khí ấm trong miệng làm cho nhọt bể ra và chảy mủ. Tiên vương sợ giấc ngủ của vua bị kinh động nên phải nuốt chỗ mủ ấy. Tiên vương thương vua như vậy đó, vì thương con nên đã làm những điều mà người khác không làm được. Vua A Xà Thế nghe phu nhân Vi Đề Hy kể, yên lặng đặt chén cơm xuống, đứng dậy bước qua phòng bên cạnh. Từ đó trở đi, ông không còn cảm thấy làm vua là vinh quang và sung sướng nữa. Trong tim ông dường như có một tảng đá thật lớn đang đè nặng. Nghiệp báo của vua A Xà Thế hiện tiền, thân ông lại bị nổi mụn nhọt đầy người, tâm ông lại không lúc nào là không bị hối hận dày vò. Ông bèn nói với quần thần rằng: Bây giờ
cả thân lẫn tâm của ta bị lâm bệnh nặng. Nhất định là do cái tội mưu đồ giết hại cha mà ra, ai có thể chữa lành cho ta? Giữa các đại thần có một nhóm lục sư ngoại đạo nguyệt sinh. Muốn an ủi vua nên dùng đủ thứ tà giáo để chứng minh rằng vì nước mà giết cha thì không có tội. Nhưng vua A Xà Thế nghe họ nói không hề động tâm mà còn nặng thêm lòng hối hận. Lúc ấy, có một vị danh y tên là Kỳ Bà bước lên khám bệnh cho vua, tâu rằng: Đại vương, hiện giờ đại vương cảm thấy trong người như thế nào? Vua A Xà Thế lắc đầu bảo: Kỳ Bà, bệnh của ta rất trầm trọng. Không những thân ta mang bệnh mà bệnh khổ trong tâm cũng rất nặng. Ta nghĩ rằng ngay cả lương y, thuốc thần, chú thuật cũng đều không chữa lành cho ta được. Ngày đêm nằm trên giường, ta u sầu khổ não, rên xiết kêu la, không tài nào nhắm mắt. Kỳ Bà, tuy ông là bậc danh y trong thiên hạ, nhưng lần này ngay cả ông cũng sẽ phải bó tay thôi. Kỳ Bà nói một cách trang trọng: Đại vương, xin ngài đừng thất vọng, bi thương như vậy. Hiện nay trên thế giới này, ngoài Đức Phật ra, thần nghĩ rằng đúng là không có một người thứ hai có thể cứu bệnh cho đại vương. Khi Kỳ Bà thốt lên những lời ấy, các tùy tùng của vua A Xà Thế đều biến sắc. Họ rất sợ Kỳ Bà đã chọc giận vua. Nhưng lần này vua A Xà Thế không hề nổi giận, chỉ yên lặng nhắm mắt. Kỳ Bà quan sát biết được tâm của vua rồi, bèn nói tiếp: Đại vương, thần là một thầy thuốc. Thầy thuốc tuy có thể chữa bệnh của thân thể, nhưng tuyệt nhiên không chữa trị được bệnh của tâm. Đức Phật là vị y sĩ vô thượng, chỉ cần đại vương bằng lòng đến bái kiến ngài, chắc chắn ngài sẽ đón tiếp đại vương. Đức Phật giống như biển cả mênh mông, có thể dung nạp tất cả mọi dòng sông. Bệnh khổ của đại vương do tâm mà sinh, cần phải trị dứt bệnh căn của tâm, sau đó mới trị được bệnh của thân. Vua A Xà Thế gật đầu nói rằng: Phải rồi Kỳ Bà, ông nói rất đúng. Ta cũng rất muốn bái kiến Đức Phật, song ta sợ ngài sẽ không tiếp ta vì ta là người tội lỗi. Đó chưa kể những gì ta đã làm với Đề Bà Đạt Đa, ta rất có lỗi với Đức Phật. Kỳ Bà biết được tâm của vua A Xà Thế ngay trong giờ phút ấy nên tiến thêm một bước nữa, nói rằng: Đại vương, thần nghe nói rằng ngay trong giây phút lâm chung, tiên vương đã tha tội cho đại vương rồi. Tiên vương là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của Phật mà còn tha thứ cho đại vương. Không lẽ một đấng đức độ viên mãn, tâm đại bi trùm khắp như Đức Phật mà lại không biết tha thứ sao? Thần nghe Đức Phật thuyết giảng rằng nếu có người tạo tội ác mà biết khởi tâm tàm quý, khẩn thiết chí thành sám hối trước Tam Bảo thì có thể tiêu trừ tội lỗi ấy được và nghiệp chướng cũng nhẹ đi. Tuy có một thời đại vương không hiểu luật nhân quả mà tạo nghiệp ác, nhưng nếu nhìn theo pháp môn tàm quý và sám hối của Đức Phật thì đại vương vẫn có thể được cứu. Thần thấy nay đại vương đã có tâm tàm quý và sám hối thì đại vương đã bắt đầu bước đi trên một con đường mới rồi đó. Thần lại đã từng nghe Đức Phật giảng rằng người có trí huệ thì không dám tạo tội, nếu không cẩn thận mà tạo tội thì sau đó biết sám hối. Người ngu si là người tạo tội mà không hối cải, hay là tạo tội xong lại còn che giấu. Nếu đại vương đến trước mặt Đức Phật để mà cáo bạch sám hối, nói rõ là sẽ không tái phạm nữa, thì ánh sáng từ bi của ngài sẽ phù hộ che chở cho đại vương. Đại vương, người trí không che giấu tội của mình, Đức Phật thường nói, là người phải tin sâu nhân quả, tin chắc chắn rằng không ai thoát được nghiệp báo dẫu trong đường tơ kẻ tóc. Trên thế giới này, chỉ có xiển đề là không thể cứu được. Đại vương không phải là xiển đề thì chắc chắn là sẽ được Đức Phật cứu độ. Lòng từ ái của Đức Phật vô lượng vô biên, tất cả chúng sinh đều được ngài đoái hoài tới. Đức Phật không phân biệt kẻ oán người thân, kẻ thương người ghét, người giàu kẻ nghèo, kẻ sang người hèn,
Ngài cứu độ tất cả mọi người một cách bình đẳng. Đức Phật cho phép ông Bạc Đề tôn quý xuất gia thì cũng cho phép ông Ưu Ba Ly hạ tiện xuất gia. Đức Phật tiếp nhận sự cúng dường của phú ông Tu Đạt Đa trưởng giả, cũng không từ chối sự bố thí của kẻ bần cùng. Đức Phật đã cảm hóa ngài Đại Ca Diếp, vốn trốn tránh dục nhiễm gia nhập vào tăng đoàn, nhưng ngài cũng đã dùng phương tiện khuyến hóa được một người đầy tham dục như ngài Nan Đà và cho xuống tóc. Quỷ mẹ cùng ương quật Ma La hai nghe tên cũng hãi hùng, nhưng Đức Phật đã tìm đến họ để độ hóa. Đối với ai đi nữa, Đức Phật cũng coi họ như La Hầu La. Xin đại vương không nên nghi ngại gì cả. Thật ra nói lên những lời này thần rất e ngại, nhưng thần không thể không nói với đại vương. Bây giờ Đức Phật đang đưa các vị đệ tử của ngài đến vườn lê của hạ thần và sẽ thuyết pháp nơi đó. Xin đại vương hãy mau đến tham bái ngài, xóa tan màn mây đen tối trong tâm và để cho bầu trời quang đãng sáng lạn. Đây là một cơ hội ngàn vàng, thần khẩn khoản xin đại vương đừng bỏ lỡ. Vua A Xà Thế nghe xong, trong mắt phát ra những tia hy vọng lẫn hối hận. Ông đáp: nghe khanh nói, chậm rất vui mừng. Vậy khanh hãy về chọn ngày lành tháng tốt, chậm nhất quyết đến tham bái Đức Phật để van cầu sám hối. Kỳ Bà lắc đầu không đồng ý. Đại vương, trong giáo pháp của Đức Phật không có những sự mê tín như ngày lành tháng tốt. Đức Phật thường dặn dò các vị đệ tử của ngài rằng không nên bói toán, bốc quẻ hung kiết, tu học chính pháp và hành động theo chính pháp thì ngày nào cũng lành và tháng nào cũng tốt cả. Tốt nhất là đại vương nên khởi hành ngay. Vua A Xà Thế rất vui lòng cho chuẩn bị thật nhiều phẩm vật cúng dường và đưa một đại đội tùy tùng rầm rộ ào ạt hướng đến vườn lê của Kỳ Bà. Nhưng trên đường đi, A Xà Thế bỗng cảm thấy lo sợ và bất an. Ông ra lệnh cho voi lớn kéo đoàn xe ngựa phải dừng lại, nói với Kỳ Bà rằng: Kỳ Bà, ta nghĩ rằng Đức Phật đã lìa mọi nhiễm ô, ngài có nhân cách thanh tịnh như trăng tròn, tăng đoàn của ngài toàn những vị thánh nhân đã đoạn diệt phiền não. Một người như ta và Đề Bà Đại Đa đã phản nghịch Đức Phật thì làm sao ngài lại bằng lòng tiếp kiến một kẻ cực ác vô đạo như ta? Làm sao ngài lại chịu đưa bàn tay cứu độ ra cho một kẻ tội lỗi như ta? Ta nghĩ hay là thôi vậy, chúng ta nên quay về. Kỳ Bà nghiêm sắc mặt mà nói rằng: tình của cha mẹ cho con cái vốn bình đẳng, nhưng phần lớn cha mẹ thường đặc biệt lo lắng cho những đứa con có bệnh. Từ bi của Đức Phật cũng bình đẳng đối với tất cả chúng sinh, nhưng đối với người có tội, ngài đặc biệt quan tâm hơn. Đối với Xiển Đề, Đức Phật còn thuyết chính pháp. Đại vương không phải là Xiển Đề thì lý do gì mà Đức Phật không từ bi cứu độ? Vua A Xà Thế còn đang do dự thì trong không trung bỗng nhiên có âm thanh vang lên: A Xà Thế, ta là Tần Bà Sa La, phụ vương của con. Con hãy mau tin nghe theo lời của danh y Kỳ Bà, đến chỗ của Đức Phật mà van cầu sám hối. Ta muốn nói với con một điều: đèn pháp sắp tắt, thuyền pháp sắp chìm, cây pháp sắp gãy, hoa pháp sắp tan rồi. Mặt trời Phật có ngày lặn về Tây, Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Lúc ấy thì căn bệnh trầm trọng của con ai sẽ cứu chữa? Tội nặng ngũ nghịch mà con đã phạm khiến cho trong không bao lâu nữa con sẽ đọa địa ngục. Ta thương con nên mới khuyên con hãy mau đến chỗ của Đức Phật mà cầu cứu. Trừ Đức Phật Đại Giác, đời đời kiếp kiếp không ai có thể độ con được. A Xà Thế nghe được âm thanh từ ái của cha, đau khổ quá ngã xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì danh y Kỳ Bà dẫn ông xuống xe đến chỗ Đức Phật đang tĩnh tọa trong giảng đường. Đức Phật ngồi ngay ngắn trên tòa sư tử,
Bốn bề có đệ tử vây quanh, ánh lửa sáng rực, hương khói cuồn cuộn bay. Mọi người đang an tĩnh tọa thiền. Vua A Xà Thế rửa chân bước vào giảng đường. Kỳ bà đưa ông đến trước tòa của Đức Phật, chắp hai tay trước ngực và thưa rằng: Thế Tôn, thỉnh Ngài quán sát tâm con. Đức Phật mở đôi mắt trong sáng ra, quay đầu lại hiền từ đáp rằng: Đại vương, ông tới đúng lúc, ta đợi ông đã lâu. A Xà Thế kinh ngạc trước sự ưu ái của Đức Phật, vội vàng quỳ xuống cúi đầu thật thấp, nói một cách hổ thẹn: Thế Tôn từ bi, con không xứng đáng, con là người cực ác vô đạo. Nếu được Thế Tôn quát mắng, con đã thấy vô cùng hạnh phúc. Nay lại còn được Thế Tôn dùng lời từ ái như thế, con rất cảm kích. Tâm đại bi của Thế Tôn không chừa một chúng sinh nào. Hôm nay con mới được thấy tận mắt Thế Tôn là bậc cha lành của chúng sinh chúng con. Con rất hối hận đã sát hại người cha vô tội. Bây giờ thân tâm con bất an, nguyện Thế Tôn từ bi cứu vớt. Đức Phật nhẹ nhàng nói: Trên thế gian có hai loại người có thể có hạnh phúc chân chính. Một là người tu thiện pháp không tạo tội, hai là người tạo tội mà biết sám hối. Nay cơ duyên hối lỗi của đại vương đã thành thục. Trên đời này có ai là không phạm tội? Biết lỗi thì sửa đổi, đó là cách cư xử của người tốt. Pháp môn của ta quảng đại vô biên, đại vương cứ luôn sám hối là được. Đại vương, tội lỗi vốn không có bản thể, vốn không, huyễn. Nếu tâm ý mà hết bám giữ thì tội lỗi cũng tiêu diệt. Hiểu rõ rằng tâm và tội bản thể là không, không có thật, thì đó là sám hối một cách chân chính. Từ nay, đại vương hãy lấy chính pháp trị dân, đừng làm điều phi pháp nữa. Nên lấy đức cải hóa dân, đừng nên bạo tàn. Nếu đại vương nhân từ thì danh thơm tiếng tốt sẽ lan truyền bốn phương. Đại vương sẽ được chúng sinh tôn kính, không muốn phục tùng cũng không được. Chuyện quá khứ đã qua rồi, chẳng còn gì phải bàn cãi đến nữa. Từ nay trở đi, việc quan trọng là làm sao sửa đổi. Đại vương mà làm việc thiện thì sẽ được an ổn sung sướng. Tiến thêm một bước nữa thì hãy học pháp môn không trong của Phật đạo, chứng quả không để giải thoát và được độ. A Xà Thế nghe Đức Phật giáo huấn, cảm thấy đầy hy vọng và tin tưởng trong cuộc sống mới. Ông vô cùng hoan hỷ, tất cả mây đen mê vọng đã được quét sạch. Quỳ trước bảo tòa, ông cảm động rơi nước mắt. Lãng tử hồi đầu kim bất hoán, kẻ chơi bời phóng túng mà biết quay về thì còn quý hơn vàng. Cuối cùng A Xà Thế quy y với Đức Phật và đã được cứu độ. Những câu chuyện thiện ác, sưu tập Thích Tâm Thuận, giọng đọc Nam Du. Chim cú mèo. Xưa có chim cú mèo làm tổ chung trên một cây với chim gái. Một hôm, cú mèo đến từ giã chim gái để dọn đi nơi khác. Gái ngạc nhiên hỏi: Bác đi đâu thế? Tôi dời nhà sang phương Tây. Sao thế? Có việc gì làm trở ngại bác? Tôi trông nơi đây sinh sống dễ dàng, mát mẻ, sao bác lại bỏ đi? Cú mèo buồn rầu đáp: Dân cư vùng này không ưa tôi. Chim gái dịu dàng bảo: Này bác à, chỗ thân tình với nhau tôi nói bác nghe. Sở dĩ người ta không ưa bác vì tiếng kêu của bác. Nếu sang phương Tây mà cũng kêu như thế thì người ta cũng ghét bác thôi. Chỉ bằng bác đổi tiếng kêu thì Đông Tây gì cũng tốt như nhau, chẳng ai ghét bác đâu mà sợ.
Cú mèo nghe nói giận dữ bỏ đi miền Tây ở. Đúng như lời tiên đoán của chim gáy, dân chúng miền Tây ghét bỏ nó. Cú mèo đâm ra hận đời, nhất định đi vào thâm sơn cùng cốc, lánh xa loài người, loài vật, mặt trời, mặt trăng. Những câu chuyện thiện ác, sưu tập Thích Tâm Thuận, giọng đọc Nam Du. Cây táo núi Thiết Sơn. Xưa trên núi Thiết Sơn có một cây táo to lớn, không biết mọc từ thời đại nào. Chỉ biết rằng từ xưa tới nay chưa hề ai trông thấy nó có quả, dù là rất nhỏ. Vì thế nhân dân ở chung quanh vùng đều đặt tên là Bất Quả Thọ. Chí Hiếu, một tiều phu ở miền kế cận, ngày ngày đem tấm thân gầy gò yếu đuối lên núi kiếm củi, bán lấy chút tiền mua rau cháo về phụng dưỡng mẫu thân. Mẫu thân anh là một bà già hình vóc mảnh mai, tuổi ngoài 60 và chỉ sinh hạ có một mình anh. Ít tháng nay bà cụ bất hạnh bị đau, mà nhà nghèo không có tiền thuốc thang chạy chữa, nên dần dần hóa chứng tê bại, nằm liệt trên giường, khiến cho Chí Hiếu ngày đêm nung nấu phần thương mẹ bệnh hoạn, phần buồn cho mình số kiếp hẩm hiu không lo tròn phận làm con. Một tối kia, vầng trăng hiền lành từ từ nhô lên khỏi khu rừng và tỏa đầy ánh sáng vào không gian ọp ẹp của anh. Trên chiếc chõng tre, lúc này anh đang kể chuyện hầu mẹ, để mẹ khuây khỏa nỗi niềm đau khổ. Bỗng anh thấy bà cụ im bặt không trả lời, nghe hơi thở của mẹ đều đều phát ra. Anh đoán chắc hôm nay mẹ của anh có vẻ dễ chịu hơn, nên mẹ anh đã ngủ giấc ngon lành. Nghĩ như thế, anh thấy lòng anh tràn ngập hân hoan, liền khe khẽ đứng dậy, khép cửa phòng và nhẹ nhàng bước ra ngoài, nơi có kê chiếc giường của anh nằm và cũng là cái bếp để thổi nấu. Động tác đầu tiên của anh là mở toang cánh liếp chắn cửa cho ánh trăng thỏa sức chiếu vào. Anh dương to lồng ngực, hít lấy không khí thì ít mà hít lấy ánh trăng thì nhiều. Anh cảm thấy khoan khoái quá, bất giác thốt lên: "Chà, đêm nay trăng đẹp làm sao." Nhất là khi nhìn đến mảnh vườn sạch sẽ trước sân, đương tắm dưới ánh trăng vàng, khác nào như rải lên trên cảnh vật một tầng kim cương bảo thạch, xem thấy vừa mát mẻ vừa mỹ lệ. Những giọt sương lấm tấm bám đọng vào ngọn cây lá cỏ lóng lánh như sao xa, trông nào kém gì những hàng ngọc châu quý giá. Anh nghĩ, giá như mẹ ta được một kích cảnh tuyệt mỹ này, chắc người hoan hỷ lắm. Vừa nói, anh vừa phóng tầm mắt nhìn về nẻo xa. Bỗng có một đạo hào quang trắng xóa qua ánh trăng êm đềm và bắn thẳng về anh. Hào quang đó quay mấy vòng rồi rơi xuống ngay chỗ trước mặt anh đứng. Chí Hiếu định thần nhìn ra thì chao ôi, bạch hào quang là một vị lão hòa thượng. Vị lão hòa thượng này xúng xính trong chiếc áo dài trắng tinh và điểm thêm một chòm râu phất phơ đến rúng, trắng như bạc. Chí Hiếu hoảng sợ quá, tóc gáy giật ngược và khắp mình gai ốc nổi đầy. Anh rung lên cầm cập, lưỡi líu lại, không nói được câu gì, chỉ biết trố mắt sợ hãi nhìn vị lão hòa thượng. Hòa thượng ôn tồn cất tiếng bảo rằng: "Chí Hiếu, con chớ có sợ hãi. Bần đạo là hòa thượng núi Thiết Sơn, lại đây với mục đích chữa bệnh cho mẫu thân con. Vì lòng hiếu thảo của con đã cảm động đến ta, nhất là lòng ấy đã phát ra từ một người con nghèo nàn như con, không tìm ra tiền thang thuốc cho mẹ già thì lại đáng thương, đáng cứu lắm." Chí Hiếu nghe xong, trong lòng xiết bao hoan hỷ, liền quỳ xuống bái tạ vị hòa thượng. Hòa thượng đỡ anh dậy và vui vẻ an ủi: "Con khỏi lo ngại cho bệnh tật của mẹ già, hãy mau lên đỉnh núi Thiết Sơn tìm đến cây táo cổ thụ mà hái cho kỳ được một trái, đem về dâng mẹ ăn thì bệnh chi cũng sẽ khỏi liền." Hơi bán tín bán nghi, anh ấp úng một hồi rồi cung kính thưa cùng hòa thượng:
Bạch Hòa Thượng, cây táo này đã từ bao đời chưa hề có một quả nào, thì ngày nay có chi để hái? Hòa Thượng hồn nhiên nhắc lại: Không, hãy nghe lời Bần Tăng, đừng nghi ngờ gì cả. Chí Hiếu với bản tính chất phác chậm hiểu nên vẫn còn hồ nghi, liền hỏi lại Hòa Thượng: Thật có trái táo như lời Hòa Thượng vừa nói không? Nếu vậy thì sung sướng quá. Hòa Thượng vẫn vui vẻ xác nhận: Bần đạo đâu có nói dối ai bao giờ. Cây táo đó sở dĩ lần này có trái là vì cảm thông lòng hiếu của con đối với mẹ già. Vậy con nên mau mau hái trái táo về chữa cho mẫu thân đi. Chí Hiếu cuống quýt thụp lại Hòa Thượng 2-3 lần không ngớt. Khi ngẩng đầu lên thì Hòa Thượng đã biến đi đâu mất. Đêm đó anh hồi hộp quá không sao ngủ được, mặc dầu anh đã cố nhắm mắt hàng giờ. Khi gà gáy sáng lượt đầu như chiếc máy, anh bật nhổm dậy, nhảy xuống khỏi giường, rồi xăm xăm mở cửa đi một mạch lên đỉnh núi Thiết Sơn, nơi có cây táo bất quả thọ, xem có trái nào chín đỏ như lời Hòa Thượng đã mách bảo đêm qua. Khi tới chân núi, anh sực nhớ lúc đi đã quên sang xin phép mẹ và nói để mẹ hay câu chuyện Hòa Thượng hiện hình. Anh chỉ sợ mẹ anh ở nhà lúc thức dậy không thấy anh thì sốt ruột sinh ra lo ngại. Tuy nhiên việc đã lỡ rồi, anh đành cố mau chân đến đỉnh núi để hái táo mang về. Phong cảnh núi Thiết Sơn lúc này sương lam còn phủ kín dày đặc, vạn vật như ngừng lại trong vũ trụ im lìm. Mặc dầu trời chưa sáng rõ nhưng đôi chân Chí Hiếu với nhịp bước không ngừng vẫn xuyên qua đèo ngang rồi đến khe dọc, kế đến gành đá. Tới khi mặt trời vượt khỏi đỉnh núi âm u, tỏa ánh dịu hiền và huy hoàng lên non sông, thì anh đã leo đến lưng chừng sườn núi. Anh chỉ còn nỗ lực một phen nữa là tới đỉnh, tức là nơi có cây táo bất quả thọ đang chờ đón anh theo như lời Hòa Thượng đêm qua. Ngặt vì quãng núi này gành đá treo leo, cây mọc rậm rạp, anh cố leo hết những phiến đá nhô ra như tai mèo thì vấp phải những tấm quái thạch sừng sững như vách dựng. Nhưng với tâm thành và một chí nguyện hăng hái, anh cũng đã leo lên được đến đỉnh núi. Lúc đó mặt trời vừa đứng giữa đầu, anh ngửa mặt lên cây táo, quả nhiên là một cây cổ thọ rườm rà, trong đám lá xanh lộ ra một trái táo to bằng bóp tay và chín đỏ như son, chẳng khác gì vầng thái dương mọc ở giữa tầng mây dày đặc. Anh reo lên: "A ha, quả táo đây rồi. Hòa Thượng quả nhiên không nói gạt ta. Trăm lại Hòa Thượng, người thật vì kẻ khổ, kẻ bệnh, kẻ nghèo mà mở đường cứu vớt." Anh vừa nói vừa tán dương công đức Hòa Thượng thì trên cành cây táo bỗng nhiên thấy nhiều quả táo xuất hiện đồng thời, và chỉ trong một phút chốc, quả nào quả nấy cũng vừa to vừa chín đỏ, làm cho cành cây nặng trĩu phải rủ xuống thấp lè tè. Anh mừng quá, hai tay ôm chặt lấy thân cây và đôi chân ngoành ra đằng trước, lấy sức đẩy mạnh người lên trên cao như con nhái bầu ôm sát bụng vào cọc tre leo lên vàng. Khắp người anh mồ hôi nhễ nhại tuôn ra, làm ướt cả áo quần. Cũng may cây mọc ở trên cao nên có khí trời trong gió mát, nhờ đó làm giảm được sự trèo leo vất vả của anh. Khi anh trèo được lên cây rồi, lòng tham lam bắt đầu mở rộng. Anh trải hết cành này đến cành khác, tích được một số khá nhiều. Anh liền cởi áo buộc lấy, rồi thoăn thoắt đi thẳng một mạch về nhà, vào ngay phòng mẹ nằm, đặt bọc táo trước mặt mẹ và cười cười nói nói: "Mẹ," anh vừa nói vừa giở áo ra, "mẹ ăn đi, ăn rồi sẽ khỏi hết mọi bệnh mẹ ạ." Mẹ anh mở to mắt nhìn thẳng những quả táo và hỏi: "Ồ, ở đâu có củ quý hóa thế này con? Ai cho con? Hay con đi hái trộn của người ta? Mẹ chắc con không làm gì có tiền để mua được nhiều táo quý đến thế." "Mẹ ăn đi, rồi con sẽ kể lai lịch để mẹ nghe." "Không, mẹ sẽ không ăn nếu chưa biết rõ những quả táo này từ đâu có. Nếu là của phi nghĩa thì không nên ăn con ạ." "Con đã nói là mẹ cứ ăn đi, con cam đoan không phải là của ăn trộm ăn cắp đâu mà sợ."
Vậy con kể mẹ nghe mau lên. Sao sáng nay con tự nhiên bỏ nhà đi, mẹ gọi mãi không thấy con, làm mẹ lo hết vía. Chí Hiếu liền đem các chuyện xảy ra kể lể, nào vị hòa thượng cây táo Thiết Sơn thể hiện ra như thế nào, cùng chuyện đi lấy táo trên cây bất quả thọ ra sao, nhất nhất nói cho mẹ nghe một lượt. Mẹ anh nghe rồi hết sức ngạc nhiên, hai tay cứ chấp vái lại và miệng luôn luôn niệm Phật. Bà cụ tạ ơn Phật, tạ ơn hòa thượng trên núi Thiết Sơn, rồi cầm quả táo đưa lên miệng, thấy một mùi hương ngào ngạt xông lên. Khi miếng táo vừa vào miệng rồi thì bỗng tiết ra một thứ nước cam lồ vừa mát vừa ngọt, tưởng chừng như nước đó chảy khắp cơ thể, đem theo một thần lực thấm nhuần các cơ quan trong người. Chỉ trong phút chốc, bà mẹ của anh nằm liệt giường hàng mấy tháng, bỗng nhiên ngồi nhõm dậy, tập tễnh từng bước nhỏ lê được đến ngoài cửa. Tin này đồn đi, trong vài ngày khắp vùng đều biết tiếng, cả đến những thị trấn lân cận cũng lũ lượt kéo nhau đến nhà Chí Hiếu xin cứu giúp cho. Người đem cha mẹ lại, người đem anh chị hay vợ con lại, tấp nập đầy nhà, mà toàn là những người bệnh kinh niên hiểm nghèo, mười phần khó sống được một. Chí Hiếu liền đem một phần số táo chia cho mọi người, quả nhiên ai ăn xong cũng đều khỏi bệnh. Từ đây nhà Chí Hiếu hết toán này đến toán khác vào. Anh nghĩ bụng, tại sao ta không bắt bệnh nhân mỗi người phải đóng một phần tiền phí tổn về công phu của ta đi hái táo? Thiết tưởng làm như vậy cũng hợp lý chứ có sao đâu. Nghĩ rồi, anh liền yêu cầu mọi người phải trả tiền thì anh mới cho táo. Thế mà số người đến mua vẫn đông, cứ vài ngày anh lại bí mật lấy táo về bán. Chí Hiếu nhờ đó thu vào rất nhiều tiền. Tiền càng vào thì anh càng mở rộng thêm lòng dục vọng. Trước còn thu gấp đôi gấp ba giá đã định, sau thu gấp năm, gấp sáu, rồi đến gấp chín, gấp mười. Lúc này để chóng làm giàu, chứ không dòm ngó chi đến cảnh ngộ của người bệnh nghèo túng. Và thấm thoát chỉ trong vòng mấy tháng, một anh tiều phu nghèo nàn bỗng nhiên trở thành một vị giàu có nhất vùng, khiến cho nhiều người phải kinh ngạc. Một hôm, có người con gái tiến vào quỳ mọp dưới đất cầu khẩn van lơn anh. Mỗi lời nói là một hàng lệ giàn giụa: trăm lạy ông, ngàn lạy ông, xin ông bố thí cho tôi một trái táo thần để về dân mẹ. Mẹ tôi đang hấp hối, chỉ còn trông đợi ở táo thần của ông cứu mạng mẹ tôi. Chí Hiếu giả đạo đức chậm rãi nói: nghe lời nói của cô tôi cũng thấy thương, chỉ vì lâu nay táo ít quả quá, nếu cô không trả tiền thì khó lòng mà bố thí cho cô được. Nói xong, anh cất bước đi vào nhà trong, mặc cho thiếu nữ nức nở khóc than kêu cầu, nước mắt cứ chảy như mưa. Nhưng trước sau anh vẫn giữ đúng mực, không có tiền là không có táo. Thiếu nữ không biết làm sao, được đành thất vọng đứng lên đi về. Đêm hôm đó, trên đỉnh Thiết Sơn, dưới bóng trăng vàng soi vằng vặc tạo nên quang cảnh rất nên thơ. Tân phú ông Chí Hiếu đứng dưới gốc cây táo thần, ngửa đầu lên ngắm nghía tàn cây xanh tươi, bất giác bật lên giọng cười khanh khách, tỏ ra vẻ đắc ý. Bỗng có một đạo hào quang phút qua, rồi hiện sừng sững trước mặt anh vị hòa thượng áo trắng râu bạc ngày trước. Nhưng vị hòa thượng lần này không còn tươi cười, mà trái lại hiện ra với sắc mặt nghiêm nghị, bảo anh: hỡi Chí Hiếu, người thiếu nữ đến nhà ngươi ngày hôm qua thật có hoàn cảnh đáng thương. Sao ngươi không thỏa mãn lời ai cầu của kẻ nghèo nàn, mà cứ nhất định đòi nhiều tiền mới bán táo cho? Như vậy, ngươi quả là người không có tâm từ mẫn, mà chỉ muốn mở rộng lòng tham dục vọng thôi. Từ nay, cây táo này không cấp quả cho ngươi nữa, và bao nhiêu những gì ngươi đã hưởng từ trước, nhất nhất phải thu về. Nói xong, vị hòa thượng lấy tay rút cây táo lên khỏi mặt đất và ném thẳng ra bể đông. Chí Hiếu sợ hãi quá, lủi thủi ra về, trong lòng tuy buồn nhưng yên trí rằng nhà đã giàu có, dù có mất cây táo cũng không sợ. Kịp khi về đến nhà thì bỗng lạ thay,
Cửa nhà đã hiện nguyên hình là một túp lều tranh với mái lá bẹp nát y nguyên như khi trước. Còn những tòa nhà mới xây cất tráng lệ thì không biết biến đi đâu mà tuyệt nhiên chẳng còn lưu lại một vết tích gì. Ngay chiếc áo cẩm đoạn bằng thứ vóc đắt tiền mà anh đang mặc trên mình lúc này cũng chỉ còn là một cái áo vừa rách vừa vá của anh vẫn mặc khi xưa. Anh đứng ngẫm nghĩ cơ nghiệp đã mất mà đành chùi nước mắt hối hận cho tâm tham và buồn cho cuộc đời trở lại nghèo nàn. Những câu chuyện thiện ác. Sưu tập Thích Tâm Thuận. Giọng đọc Nam Du. Cô bé và con gấu. Ngày xưa trong rừng có hai vợ chồng nông dân và con gái của họ. Một buổi chiều, bố mẹ đi vắng bảo con ở nhà một mình. Trong lúc cô bé chơi búp bê ở ngoài sân thì một con gấu xuất hiện trước mặt em. Cô bé sợ quá, tưởng đã đến lúc mình chết. Tuy nhiên, thái độ của gấu có vẻ lạ. Nó không thể hiện tí gì có vẻ tấn công mà hiền lành dậm chân trên đất, chìa chân ra phía trước. Khôn ngoan, cô bé lại gần, thấy chân gấu chảy máu. Nhìn kỹ hơn, cô bé thấy một cái dầm dài như ngón tay cắm sâu vào thịt. Cô nói, "Trời ơi, gấu đau lắm phải không? Đứng yên, đừng cử động. Tôi sẽ săn sóc cho gấu." Cô bé chạy vào nhà kho rồi quay ra, tay cầm một cái kìm. Cô bé dùng kìm kéo mạnh cái dầm ra, hài lòng. Gấu liếm vết thương rồi lặng lẽ quay về rừng. Buổi tối, khi bố mẹ về, cô bé kể lại sự việc ban ngày. Cả bố lẫn mẹ chẳng ai tin. Vài tuần sau, khi mọi người đã quên câu chuyện, thì gấu quay trở lại nhà cô bé, ôm bằng hai chân trước một khúc gỗ. Ông bố hoảng sợ chạy tìm súng, nhưng cô bé ngăn lại nói, "Bố đừng giết gấu. Chính con đã chăm sóc gấu hôm nọ đấy. Con chắc gấu không làm hại gì chúng ta đâu." Gấu đặt khúc gỗ trước mặt cô bé rồi biến nhanh sau các cây rừng. Bố mẹ cô bé đến gần và thấy khúc gỗ chứa đầy mật ong. Đấy là quà tặng quý nhất mà gấu có thể biếu họ. Những câu chuyện thiện ác. Sưu tập Thích Tâm Thuận. Giọng đọc Nam Du. Hà khắc người nghèo họa đến con cháu. Vào đời nhà Thanh ở huyện Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, có một vị khoa trưởng tên là Đinh Tông Thần. Tánh tình hà khắc, khinh bần hại phú. Thấy người nghèo khổ thì lại khinh bạc, thấy người giàu sang lại tìm cách chiếm đoạt tài sản của họ, thấy người kiện tụng liền tìm cách nhận của hối lộ. Từ trước tới giờ chưa từng làm một việc thiện nào cả. Về sau, ông lấy vợ sinh được 5 người con, xong cả 5 đều bị tàn phế. Một đứa điếc, một đứa què, một đứa đuôi, một đứa tê liệt, còn một đứa thì hai bàn tay không có một ngón nào cả. Bà con thân bằng cũng dần dần xa lánh ông ta. Có một lần, Đinh Tông Thần vì có hành động bất lương nên bị bãi chức. Mấy năm sau gia sản tiêu tan, không người giúp đỡ, đến nỗi cả nhà đều đi ăn xin, lưu lạc khắp nơi, cuối cùng chết trong đói khổ. Lòng người dễ gạt, thiên lý khó lừa, hà khắc hại người, phước đâu mà hưởng. Cái gương của họ Đinh kia đủ để chứng minh cho lẽ tuần hoàn nhân quả, đồng thời cũng làm gương cho hậu thế tự soi mình.
Những chuyện thật trong luân hồi nhân quả, dịch và sưu tầm Giải Minh. Giọng đọc Nam Du. Một ghẻ có hình mặt người. Đời nhà Đường, vua Ý Tông, ở Trường An có một vị tu sĩ mắc phải bệnh phong. Hằng ngày ông luôn thất tha thất thiểu, rách mướp, mặt mày khô đét, thân hình gầy còm, tay chân lở loét. Bất cứ một người nào trông thấy ông cũng đều nhòm gớm xa lánh. Thỉnh thoảng một vài người vì động lòng thương biếu cho ông một ít thức ăn, ngoài ra không ai buồn đá động đến hoặc hỏi han ông điều gì cả, cho nên chẳng ai biết ông từ đâu đến và bệnh tật ra sao cả. Một hôm trên đường về chùa An Quốc, ông tình cờ gặp được sư Ngộ Đạt. Lúc bấy giờ sư chỉ là một vị tăng sĩ bình thường, ít người biết đến. Thấy người đồng phạm hạnh trong cơn hoạn nạn bệnh tật, Ngộ Đạt quá xúc động, với lòng chân thành cố thỉnh về chùa ở với mình. Trước tấm chân tình với lời lẽ thiết tha, vị tu sĩ ấy nhận lời mời. Từ khi Ngộ Đạt rước về chùa, hết lòng cung kính chăm sóc tận tình, coi như bậc cha chú thầy của mình. Cứ mỗi buổi sáng, Ngộ Đạt lấy nước nóng rửa lau các mục ghẻ lầy máu mủ, nhưng Ngộ Đạt tận tình chăm sóc, không tỏ vẻ nhòm gớm một chút nào. Sau một thời gian cư trú dưới mái chùa và được Ngộ Đạt tận tình chăm sóc, bệnh tình đã khá rất nhiều, vị tu sĩ xin từ giã ra đi. Ngộ Đạt tỏ lòng quyến luyến, cố thỉnh tu sĩ lưu lại thêm một thời gian nữa, nhưng ông từ chối, quyết tâm ra đi. Trước khi rời khỏi mái chùa, từ biệt Ngộ Đạt, ông có vài lời nhắn nhủ. Trong tương lai, trên đường danh đức, Ngộ Đạt rất hiển vinh, đạt đến chỗ siêu tuyệt. Nhưng có một điều ông nên nhớ và hết sức chú ý, đó là khi hưởng thụ những phần thưởng cao quý, nhưng vì nó có thể tổn thương đạo hạnh, danh vọng của mình. Tôi rất cảm kích tấm lòng tốt của Ngộ Đạt, vậy nên sau này có bị tai nạn gì thì ông nên qua núi Trà Lũng, đất Tây Thục, xứ Bành Châu tìm tôi. Cứ đến lưng chừng núi, chỗ có hai cây tùng lớn mà người ta gọi là sông Tùng Lãnh, chúng ta sẽ gặp nhau. Dặn dò xong, vị tu sĩ từ biệt ra đi. Ngộ Đạt nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt tiễn đưa, trông theo đến khi bóng thái dương chìm sau đồi núi, không còn thấy vị tu sĩ đi về hướng nào. Ngộ Đạt đành quay về chùa với nỗi lòng nhớ tiếc, ngậm ngùi. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, ngày lại ngày, trên đường tu tập, tên tuổi của Ngộ Đạt được mọi người khâm phục về tài đức đạo hạnh của sư. Họ tán thán tài đức của Ngộ Đạt qua các thời thuyết pháp, đem lại cho họ niềm tôn kính khâm phục, tạo cho họ hiểu biết sâu sắc về đạo pháp. Lời ca ngợi vang vọng khắp nơi. Vua Ý Tôn nhà Đường qua nhiều lần thăm dò, thử thách, tìm hiểu sâu sắc, nhà vua mới thỉnh Ngộ Đạt vào cung giảng pháp cho các quan lại trong triều. Từ nhà vua cho đến các quan đều ca ngợi sự truyền đạt giáo pháp nhà Phật rất lưu loát, sâu sắc, đem lại nhiều sự hiểu biết, nhất là đạo hạnh của Ngộ Đạt được mọi người tôn kính, với sự ngưỡng mộ khâm phục. Cách ít lâu sau, nhà vua trân trọng tấn phong sư là một quốc sư, đồng thời ban cho pháp sư một pháp tọa bằng gỗ trầm thơm quý giá để sư ngồi giảng pháp. Danh vọng này còn danh vọng nào hơn nữa, mà trong thế gian khó tìm thấy được một sự ưu ái nào hơn, thật xứng đáng bậc danh tăng thạc đức cổ kim hy hữu. Rồi một hôm, khi ngồi trên pháp tọa trầm hương, sư khởi ý niệm: tài đức của mình không ai bằng, vua kiên quan lại kính phục, trăm họ bá tánh nể nang. Ngộ Đạt nhận thấy thật không còn nấc thang nào cao hơn, lòng tự hào tự đắc dâng lên tột độ, với ý niệm lâng lâng dào dạt, cảm thấy phấn khởi vô cùng. Vừa lúc đó, Ngộ Đạt bỗng say sẫm mặt mày rồi ngất xỉu. Đồ đệ vội đưa vào phương trượng, nằm mê man suốt 2-3 giờ mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại, sư cảm thấy trong mình khó chịu, sư biết mình đã thọ bệnh, toàn thân ê ẩm đau đớn, nơi đầu gối nghe đau nhức, liền vén quần rờ đến,
thật hết sức hãi hùng kinh ngạc khi nhìn thấy một mục ghẻ giống tạc như mặt người, có đầy đủ mắt, mày, tai, mũi, miệng, thật là ghê tởm. Kinh sợ vô cùng, Ngộ Đạt lại ngất liền. Các đồ đệ kêu mãi, sư mới mở mắt. Bỗng nghe nơi mục ghẻ nghiến răng, đau đớn thấu xương. Quá khổ sở không còn cách gì cứu chữa, các danh y kể cả các ngự y đều được nhà vua mời đến chữa trị cho sư. Mỗi lần thoa thuốc là mỗi lần Ngộ Đạt chết giấc mà không thấy thuyên giảm tí nào. Nhưng thật lạ, hễ mỗi lần đút thịt vào miệng mục ghẻ thì cảm thấy mục ghẻ ăn ngay, và lại nghe trong người êm ái dễ chịu. Thật là một sự kiện quái lạ vô cùng, xưa nay chưa từng thấy. Các danh y, ngự y đều bó tay, khuất phục trước căn bệnh hiểm nghèo. Ngộ Đạt chịu đau đớn, khổ sở như vậy hơn cả tháng trời. Nỗi đau đớn một mình biết, nỗi khổ sở không ai thể nào diễn tả được. Không một ai vào thay thế được. Sư nghĩ lại, cuộc đời thật chẳng ra chi. Mới vinh hiển bao nhiêu, giờ đây lại càng khốn khổ bấy nhiêu. Thoạt có, thoạt không, thoạt còn, thoạt mất, đúng như lời bậc cổ đức từng nói: vô thường tấn tốc, biến chuyển nan lường. Mới ngày nào đây thăng tòa thuyết pháp, giờ nằm quằn quại trong cơn đau nhất, không một người nào có thể vào san sẻ cơn đau đớn. Trong cảnh đau đớn ê chề, sư nhớ đến vị sư bị bệnh năm xưa mà mình chăm sóc. Trước khi từ biệt, sư có lời căn dặn thiết yếu: nếu có bệnh tật tai nạn điều gì, nên cố gắng tìm đến tôi, nơi đất Tây Thục xứ Bành Châu. Ngộ Đạt cắn răng chịu đựng đau nhất, vội đi đến đất Tây Thục xứ Bành Châu, mong gặp lại vị sư năm xưa theo lời dặn dò. Trải qua biết bao khổ sở, suốt mấy tuần mới đến chân núi. Qua đường dốc quanh co nên mãi đến hoàng hôn mới tìm ra được hình bóng hai cây tùng đã hiện rõ trong không gian. Nhưng vị sư năm xưa vẫn chưa thấy hình dạng, nếu không tìm gặp thì đêm nay biết tá túc nơi nào, e là mồi cho thú dữ. Trong lòng phân vân, rối loạn, không biết xử trí như thế nào cho được an toàn trong đêm tối, Ngộ Đạt ngơ ngác quanh nhìn tứ phía, trong lòng lo sợ bồi hồi, thì hình bóng thân yêu quen thuộc năm xưa lại hiện ra. Vị thầy thân thiết đang đứng sau gục đá kế cận. Một tiếng kêu thảng thốt thất thanh vì quá mừng, quá tuổi: thầy! Bất chấp đau đớn, Ngộ Đạt chạy lại, leo lên gột đá, ôm choàng lấy sư và hỏi han rối rít, bộc lộ hết những nỗi vui mừng khao khát của mình. Ngộ Đạt vừa nói, vừa khóc, vừa kể lại sự đau đớn của mình do một ghẻ mặt người hành hạ cho vị sư nghe. Sư an ủi và dìu Ngộ Đạt về thảo am của mình trên lưng chừng núi. Ngộ Đạt với nỗi lòng chân thành tận tình thưa với sư: bạch sư, kẻ đệ tử đang lâm vào cơn khổ nạn bức bách khốn khổ không bút mực nào tả xiết, xin đại sư rủ lòng từ bi ra tay tế độ cho đệ tử thoát nạn. Ơn đức ấy suốt đời con không bao giờ quên được. Không hề gì, không hề gì, oan nghiệt ông vay từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, ngày nay phải trả, ông phải chịu đựng để trả xong món nợ máu ấy thì mới mong được giải thoát. Ngày xưa, Đức Thế Tôn khả kính của chúng ta khi xưa còn phải chịu kim thương mã mạch, có nghĩa là gươm vàng đâm vế, ăn lúa ngựa. Huống gì hạng phàm phu chúng ta thì làm sao mà thoát được. Nợ mình đã vay, nay phải trả thì sẽ rủ sạch mà thôi. Nhưng cần thiết là đừng nên vay nữa mới được. Có như thế mới hoàn toàn giải thoát các khổ báo trong đời. Thưa đại sư, đại sư mới nói nợ máu là nợ như thế nào, đệ tử không hiểu được. Xin đại sư từ bi hoan hỷ giáo huấn cho con. Chuyện ấy hay oan nghiệp ấy rồi ông tất sẽ rõ, vì có người sẽ nói cho ông, cớ gì mà phải lo lắng vội vã. Rạng sáng ngày hôm sau, đại sư bảo đồng tử dẫn Ngộ Đạt xuống dòng suối giải oan gần đó lấy nước rửa ghẻ. Đồng tử định khoác nước rửa ghẻ cho Ngộ Đạt thì bỗng nghe tiếng thét từ trong mụn ghẻ phát ra.
Khoan đã, hãy khoan đã, ta có việc cần muốn nói với ông ấy. Ngộ Đạt và Đồng Tử chưa hoàn hồn thì Mùng Ghẻ nói tiếp. Tiếng đồn ông là người học rộng, tài cao. Vậy ông đã từng đọc sách Tây Hán chưa? Đã từng xem qua vài lượt, Ngộ Đạt trả lời. Vậy ông có nhớ chuyện Viên Án dèm tâu với vua Cảnh Đế chém chết Triệu Thố ngang lưng ở phía đông chợ không? Nhớ lắm, nhớ lắm, làm sao quên được. Nhưng hỏi như vậy để làm gì? Ông không hiểu à? Chính ông trong kiếp trước là Viên Án, còn tôi là Triệu Thố. Ông đến tâu với vua giết tôi oan đến chừng nào? Ông có biết cảnh ngộ ấy không? Thù ấy, oán ấy, thâm xương thấu cốt. Tôi đã 10 đời luôn ở bên ông, tìm dịp báo thù để trả nợ oan khiêng. Nhưng có điều trong suốt 10 đời, ông luôn luôn là bậc cao tăng, tinh nghiêm giới luật. Tôi đành phải ôm hận, dù vậy nhưng quyết theo mãi, đến khi nào trả xong món nợ máu, đòi xong món nợ máu mới thôi. Vừa rồi được dịp thuận tiện, ông vì được nhà vua kính chuộng, ban cho pháp tọa trầm hương, phong làm quốc sư, vinh quang hiển hách. Do đó tâm danh lợi của ông nổi lên, khí kiêu căng bừng khởi, từ đó giảm phần đức hạnh, ý hư vọng tiềm tàng, tự hào tự đắc trong đời sống tu hành. Nhân cơ hội ấy, tôi làm hại ông để đòi nợ máu trầm kha giữa tôi với ông. Ngày nay nhờ tôn giả Ca Nạc Ca thương xót ra tay giải cứu cho ông, lại còn dùng nước tam muội rửa tội, và nhờ thần lực của tôn giả giúp cho ông và tôi, từ đây về sau oán hận thâm căn không còn nữa, thù xưa tan hết. Vậy khuyên ông hãy cố gắng tinh tấn tu hành, và chúc ông vương tròn đạo nghiệp. Xin bái biệt, xin vĩnh biệt ông. Ngộ Đạt nghe xong, mình nổi đầy gai óc, mồ hôi trong người ướt đẫm khăn áo, nước mắt trào ra, lưỡi tắc nghẹn không nói được lời nào, đồng thời với tay khoát nước rửa Mùng Ghẻ. Nước vừa chạm đến da thịt, Ngộ Đạt đau buốt thấu xương, ngất liệm, không còn biết điều gì nữa. Khi tỉnh lại, Mục Ghẻ đã không còn, da thịt liền lại như xưa, không còn thấy vết sẹo nào nữa. Ngộ Đạt hết sức vui mừng, đôi dòng nước mắt lã chả tuôn rơi, vội vã lên núi cảm tạ ân sư, phát nguyện tinh tấn tu hành, không còn hám danh hám lợi, dứt hết cấu uế phiền não, yên tâm hành trì tu niệm, không dám giải đãi. Nhưng Thảo Am và Song Tùng, kể cả Đồng Tử không còn nữa, chỉ thấy non xanh mịt mùng, không còn một dấu vết nào. Tương truyền bộ Từ Bi Đạo Tràng Thủy Sám do chính Ngộ Đạt viết ra để làm pháp sám hối sau khi lành bệnh. Hồi quang phản chiếu, thân tâm thanh tịnh, thanh thoát trong đời sống tu hành. Những câu chuyện thiện ác, sưu tập Thích Tâm Thuận, giọng đọc Nam Du. Nai rì biết trọng chữ tín. Trong một khu rừng thẳm trên núi cao, có một bầy nai cùng nhau chung sống, con số lên tới cũng cả trăm. Chúng đi theo những cánh đồng xanh mơn mởn, vừa ăn vừa đùa giỡn, chẳng mấy chốc tiến dần đến chốn thị thành có người ở. Hôm ấy, nhà vua dẫn đầu một đoàn tùy tùng ra khỏi thành hướng về thôn giả săn bắn. Người ngựa khắp nơi, đoàn nai kinh hãi chạy tán loạn. Có một con nai đang mang thai bị bỏ lạc lại phía sau, không cách nào chạy theo kịp, vừa đói lại vừa mệt, nó sinh hạ được 2 con nai con. Nai mẹ mang 2 nai con giấu vào một nơi kín đáo, rồi vội vàng nghĩ tới chuyện kiếm ăn. Vì trong lòng đang khủng hoảng, nó bất cẩn sa xuống hố. Lo lắng cho 2 nai con, nó sốt ruột
tìm đủ cách để thoát khỏi hố nhưng không thoát được, bèn kêu khóc thảm thiết. Thợ săn nghe tiếng kêu khóc chạy đến xem thì thấy một nai lớn, vui mừng vô cùng, tính đem lên giết. Nai mẹ quỳ xuống khấu đầu van xin: "Tôi vừa sinh được hai con song chưa tìm được thức ăn, xin các ông làm phúc thả cho tôi ra một lúc để tôi về thăm các con của tôi và chỉ cho chúng nó chỗ nào có nước, có cỏ để chúng nó có thể tự kiếm sống một mình rồi sau đó trở lại chịu chết. Tôi thề không sai hẹn." Thợ săn thấy nai mẹ quỳ xuống với dáng điệu van nài như thế, vừa kinh dị vừa quái lạ, bèn nói: "Làm người trong đời ai cũng tham sống sợ chết, huống chi mi là loài thú vật. Bây giờ mi đã đến tay ta, ta bắt được mi rồi, làm gì có chuyện thả mi ra." Họ không hề có ý định thả nai mẹ về. Nai mẹ khóc ướt cả mặt, liên tục khấu đầu cầu khẩn: "Mạng sống của tôi hiện thời đang nằm trong tay các ông, tôi không hề tiếc chút thân tàn này, chỉ thương xót hai con tôi thơ dại. Nếu các ông bằng lòng thả tôi về thì hai đứa con của tôi mới sống sót được, bằng không chúng nó chỉ có nước chết mà thôi." Thợ săn thấy nai mẹ van nài với những tình cảm không khác gì loài người, họ không thể nào không cảm động nên cuối cùng thả cho nai mẹ ra đi. Nai mẹ chạy về chỗ giấu mấy đứa con, vừa buồn vừa vui, chỉ cho chúng nó biết ở đâu có nước uống và ở đâu có cỏ ăn, xong rơi lệ mà nói: "Lúc nãy mẹ ra ngoài không cẩn thận nên bị rơi vào tay thợ săn, chút xíu nữa thì không về gặp các con được. Vì mẹ lo nghĩ cho các con nên xin họ thả cho ra chốc lát để về thăm các con. Các con thật là bất hạnh đáng thương, từ nay các con sẽ không có mẹ săn sóc nữa. Mẹ hy vọng các con sẽ sống sung sướng sau này." Nói tới đây, nay mẹ bỏ các con ở lại mà đi. Hai nay con thấy mẹ đi rồi trở về mừng rỡ vô cùng, bây giờ lại nghe mẹ nói sẽ đi nữa, bèn theo bén gót, vừa đi vừa kêu khóc. Nay mẹ quay đầu lại nói: "Các con không thể nào theo mẹ được, nếu không mẹ con chúng ta đều bị giết hết. Mẹ được về thăm các con một lúc như thế, có chết cũng cam lòng. Nhưng nay con nhất định theo mẹ cho đến chỗ có cái hố." Thợ săn thấy nai mẹ về, theo sau có hai chú nai con, trong lòng lại thấy bất nhẫn nên thả cho mấy mẹ con nhà nai về hết. Họ bèn đem chuyện này lên tâu với nhà vua. Nhà vua cũng thấy loài nai mà biết trọng chữ tín còn hơn loài người, bèn hạ lệnh cấm săn bắn nai. Cho nên từ đó bầy nai mới sống tự do, đi lại chơi đùa tự tại trên những cánh đồng cỏ. Sinh làm nai mà có chữ tín lại biết thương con như thế, thật không khác gì con người. Chỉ cần có tâm từ bi là ngay trong kiếp này đã được quả báo tốt. Lừa gạt người khác chính là tự lừa gạt lấy mình, giữ chữ tín với người khác tức là tự giúp đỡ lấy mình vậy. Những câu chuyện thiện ác, sưu tập Thích Tâm Thuận, giọng đọc Nam Du. Sự tích cây huyết dụ. Ngày xưa có một bác đồ tể chuyên mua lợn về giết thịt để mang ra chợ bán. Nhà bác ta ở bên cạnh một ngôi chùa làng, hàng ngày vào lúc mờ sáng là lúc sư cụ bên chùa dạy tụng kinh. Và cũng theo lệ thường, khi sư cụ thức là chú tiểu dậy gõ một hồi chuông mai. Bấy giờ cũng là lúc bác đồ tể sửa soạn giết lợn, cho nên bác ta quen lấy tiếng chuông chùa làm chừng để thức dậy giết lợn hàng ngày. Cứ như thế, ngày nào cũng như ngày nào, không bao giờ sai lạc. Một đêm nọ, sư cụ nằm mộng thấy một người đàn bà dắt năm đứa con đến trước mặt mình, rồi vái lấy vái để miệng nói: "Xin ngài cứu mạng, xin ngài cứu mạng." Sư cụ hỏi người đàn bà: "A Di Đà Phật, cứu mạng là cứu thế nào? Bần tăng phải làm gì đây?" Người mẹ có điều bộ hãi hùng ấy nói:
Ngày mai xin hòa thượng hãy cho đánh chuông chậm lại, như vậy mẹ con tôi rất đội ơn. Sư cụ tỉnh dậy không hiểu thế nào, nhưng tờ mờ sáng hôm đó, theo lời báo mộng, sư cụ chỉ lâm râm đọc kinh cầu nguyện mà không thức chú tiểu dậy để thỉnh chuông. Hôm ấy bác đồ tể ngủ một giấc li bì mãi đến lúc mặt trời lên chừng một sào, tiếng chuông chùa mới bắt đầu vang rền, làm cho bác giật mình choàng dậy. Thấy trời đã quá trưa, bác không dám giết lợn như thường lệ, vì nếu làm thịt mang ra chợ, chợ đã vãn người rồi. Tức mình vì lỡ mất buổi chợ, bác ta lật đật sang chùa trách sư cụ. Sư cụ kể lại câu chuyện nằm mộng đêm qua để phân trần với ông hàng xóm, không phải lỗi tại mình. Khi về chuồng lợn nhà mình, bác đồ tể ngạc nhiên thấy con lợn nái mới mua ngày hôm qua toan giết thịt sáng nay đã đẻ được 5 con lợn con. Vừa mừng vừa sợ, bác ta kể cho mọi người nghe sự lạ lùng ấy. Đúng là linh hồn người đàn bà ẩn trong con lợn cái đã tìm cách cứu bầy con của mình khỏi chết. Tự nhiên bác đồ tể sinh ra suy nghĩ, bác thấy bàn tay của mình đã từng vấy máu biết bao nhiêu sinh mạng. Trong một lúc hối hận đến cực điểm, bác ta cầm cả con dao bầu thường giết lợn của mình chạy sang chùa bộc bạch nỗi lòng với sư cụ. Bác ta quả quyết cắm con dao của mình trước sân chùa, thề trước Phật đài từ nay xin giải nghệ. Không rõ bác đồ tể rồi sau đó thế nào, nhưng con dao của bác tự nhiên hóa thành một cây có lá đỏ như máu và nhọn như lưỡi dao bầu. Người ta vẫn gọi là cây huyết dụ.